Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 2 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 4 tập 2 của bộ sách Cánh Diều thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài phép nhân phân số. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng mình có thể quan sát hình ảnh ở trên màn hình cũng như trong sách giáo khoa và đọc lời thoại. Quan sát lên màn hình thì chúng ta có thể thấy bạn nữ đã dán những bông hoa, đúng không? Và bạn ấy cho biết đó là chiều dài của hình chữ nhật được gắn hoa bằng 3 phần 4 chiều dài tấm bảng. Còn bạn nam thì gắn lên những bông hoa và cũng cho chúng ta biết chiều rộng của hình chữ nhật được gắn hoa bằng 1 phần 2 chiều rộng tấm bảng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là ở đây thì chúng ta thấy là chiều dài, tức là cái chiều này thì được gắn là bao nhiêu phần bông hoa? À đúng rồi, chúng ta thấy gắn là 3 phần 4 chiều dài của tấm bảng, đúng không? Đó là bông hoa được gắn. Còn chiều rộng thì bạn nam này chúng ta thấy đây là gì? À đúng rồi, chiều rộng thì bạn ấy gắn được 1 phần 2, đúng không? Số hoa được gắn tức là 1 phần 2 chiều rộng của tấm tấm bảng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tính diện tích hình chữ nhật đã được gắn hoa chiếm bao nhiêu phần diện tích của tấm bảng. À vậy thì bài toán yêu cầu chúng ta đó là gì? Tính diện tích hình chữ nhật đã được gắn hoa chiếm bao nhiêu phần, đúng không? Vậy thì hình chữ nhật được gắn hoa có chiều dài bằng mấy phần chiều dài của tấm bảng? Chúng ta chú ý nhé, chiều dài được gắn hoa, hình chữ nhật được gắn hoa là có chiều dài bằng mấy phần chiều dài tấm bảng? Bằng mấy phần đây các em? À đúng rồi, chính xác bằng 3 phần 4 chiều dài tấm bảng. Vậy thì chiều rộng của hình chữ nhật bằng mấy phần chiều rộng của tấm bảng? Chiều rộng đã cắm hoa này thì bằng mấy phần chiều rộng của tấm bảng? À đúng rồi, bằng 1 phần 2 chiều rộng tấm bảng, đúng không? Vậy thì diện tích hình chữ nhật được gắn hoa chiếm bao nhiêu phần diện tích của tấm bảng? Như vậy thì nhìn vào đây chúng ta có thể thấy là diện tích hình chữ nhật được gắn hoa thì chiếm bao nhiêu phần? Được gắn hoa thì chúng ta thấy là tất cả ở đây thì có 1 phần 2 phần 3 4 5 6 7 và 8, đúng không? Mà ở đây thì gắn được bao nhiêu phần bông hoa rồi? Đúng rồi, 3, đúng không? Như vậy diện tích hình chữ nhật được gắn hoa là chiếm 3 phần 8 diện tích của tấm bảng, đúng không? Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tính ra được, là biết được cái diện tích của hình của những bông hoa gắn đó là chiếm 3 phần 8 diện tích của tấm bảng? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với công thức tính diện tích hình chữ nhật. Vậy thì bây giờ bạn nào có thể nhắc lại cho thầy biết công thức tính diện tích hình chữ nhật? À đúng rồi, khi tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng với đơn vị đo, đúng không? Vậy thì tấm bảng được chia làm mấy phần và có bao nhiêu phần được gắn hoa? Như vậy thì chúng ta thấy tấm bảng được chia làm 8 ô vuông bằng nhau và có 3 ô vuông được gắn hoa. Vậy thì muốn tính diện tích hình chữ nhật được gắn hoa, ta thực hiện phép tính gì? À đúng rồi, chính xác, dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính được cái diện tích mà hình chữ nhật đã được gắn hoa bằng phép tính nhân, đó là lấy chiều dài 3 phần 4 cái phần được gắn bông hoa này nhân với, đó là phần chiều dài, nhân với 1 phần 2 được gắn bông hoa, đó là phần phần chiều rộng, đúng không? Vậy thì 3 phần 4 nhân với 1 phần 2 chúng ta sẽ tính như thế nào? Và 3 phần 4 nhân với 1 phần 2 đây chính là phép nhân phân số. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng thực hiện phép tính nhân này nhé. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được diện tích phần cắm hoa thì đó là bằng 3 phần 4 nhân với 1 phần 2 lấy chiều dài nhân với chiều rộng, đúng không?
và sẽ bằng 3 phần 8. Bằng sơ đồ lúc nãy chúng ta thấy sẽ bằng 3 phần 8. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để thực hiện phép tính nhân này? À đúng rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 80, phép nhân phân số. Quay trở lại thì chúng ta thấy diện tích hình chữ nhật được gắn hoa là bao nhiêu? À đúng rồi, diện tích cho hình chữ nhật được gắn hoa sẽ là bằng 3 phần 4 nhân với 1 phần 2 và sẽ bằng 3 phần 8. Nhìn lên đây chúng ta thấy số phần được gắn hoa ở đây sẽ là 3 phần và ở đây diện tích hình chữ nhật đó là có 8 phần bằng nhau. Như vậy sẽ là bằng 3 phần 8. Nhưng mà không thể lúc nào chúng ta cũng có thể kẻ ô vuông ra để mà thực hiện tất cả các cái phép tính nhân phân số này, đúng không? Vậy thì có một cách tính rất là nhanh áp dụng vào để cho chúng ta làm ở đây bằng cách nhân phân số. Thì nhìn vào tự số và mẫu số của ba phân số, chúng ta có thể thấy ngay tự số của phân số thứ ba là tích của tự số thứ nhất và tự số thứ hai. Như vậy phân số thứ ba chính là 3 phần 8. Nhìn vào phân số này thì chúng ta thấy là gì? Đúng rồi, chính là tích của hai phân số thứ nhất và phân số thứ hai, đúng không? Tức là 3 nhân với 1. Và mẫu số của phân số thứ ba thì chúng ta thấy chính là gì? Tích của mẫu số thứ nhất và mẫu số thứ hai, đây là 8, đúng không? Thì như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy đây chính là tích gì? Tích của mẫu mẫu số thứ nhất nhân với mẫu số thứ hai sẽ là bằng 8. Từ đó thì chúng ta có thể thấy cách nhân phân số đó là 3 phần 4 mà nhân với 1 phần 2. Thì chúng ta sẽ lấy tự số nhân với tự số, cụ thể 3 nhân với 1 bằng 3, 4 nhân với 2 bằng 8. Như vậy chúng ta thấy 3 phần 4 mà nhân với 1 phần 2 sẽ là bằng 3 phần 8, giống như sơ đồ minh họa lúc nãy. Vậy thì từ đây chúng ta có thể rút ra được một cái ghi nhớ: muốn nhân hai phân số ta lấy tự số nhân với tự số, mẫu số nhân với mẫu số. Chúng mình chú ý nhớ nhớ cái này nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số ví dụ như là 4 phần 5 mà nhân với 2 phần 3, áp dụng công thức vừa rồi, đúng không? Ghi nhớ vừa rồi chúng ta sẽ lấy tự số nhân với tự số và mẫu số nhân với mẫu số sẽ là bằng 4 nhân 2 và 5 nhân 3 sẽ là bằng 5, 8 phần 15. Như vậy 4 phần 5 mà nhân với 2 phần 3 sẽ bằng 8 phần 15. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập thực hành. Ở bài tập 1 chúng ta sẽ có 3 phép tính nhân phân số: 2 phần 3 nhân 4 phần 7, 3 phần 8 nhân 7 phần 5, 1 phần 7 nhân 5 phần 8. Thì chúng ta thấy là gì? Nhân phân số thì nhân tử số với tử số và mẫu số với mẫu số. Thì bây giờ chúng ta sẽ tự dừng video và thực hiện nhé. Đầu tiên 2 phần 3 mà nhân với 4 phần 7 thì chúng ta thấy 2 nhân với 4 tử số nhân với tử số mẫu số thì 3 nhân với 7 sẽ bằng 8 phần 21. Phân số thứ hai đó là 3 phần 8 nhân với 7 phần 5 thì là 3 nhân với 7 bằng 21, 8 nhân 5 bằng 40. 1 phần 7 nhân với 5 phần 8 thì sẽ bằng 5 phần 56. Bạn nào có cùng đáp án như trên mình của thầy là đúng nhé. Đến với bài tập số 2, yêu cầu đó là gì? Rút gọn rồi tính. Như vậy chúng ta sẽ có hai bước. Bước đầu tiên sẽ là rút gọn, bước thứ hai sẽ là tính. Trong các câu A thì 3 phần 9 nhân với 5 phần 4, B là 10 phần 15 nhân với 3 phần 5, C là 5 phần 8 nhân với 4 phần 2, 9 phần 27 nhân với 3 phần 21 đó là câu D. Nhớ chúng ta cần phải gì? Rút gọn xong rồi mới tính. Thì đối với tính đầu tiên này chúng ta thấy phân số thứ nhất này 3 phần 9 có thể rút gọn được cho 3, đúng không? 3 phần 9 nhân với 5 phần 4 thì 3 phần 9 có thể rút gọn được. Như vậy rút gọn phân số 3 phần 9 và giữ nguyên phân số 5 phần 4. 3 phần 9 thì chúng ta có thể thấy rút gọn được cho 3. Chia cả từ cả mẫu cho 3 thì sẽ là bằng 1 phần 3. Và thực hiện phép tính nhân đó chính là 1 phần 3 nhân với 4 phần 5 thì sẽ bằng 1 nhân với 5 trên cho 3 nhân với 4 bằng 5 phần 12. Tương tự chúng ta sẽ làm câu B, câu C và câu D. Đến với câu B thì ở đây 10 phần 15 thì chúng ta thấy rút gọn được cho 5, đúng không? Thì chúng ta thấy là 10 phần 15 mà rút gọn cho 5 thì sẽ còn lại là gì? Chia cả từ cả mẫu cho 5 thì còn lại là 2 phần 3.
2 phần 3 nhân với 3 phần 5 thì sẽ là bằng 6, 6 phần 15. 6 phần 15 rút gọn cho 3 thì sẽ còn lại 2 phần 5. 5 phần 8 mà nhân với 4 phần 12 thì 4 phần 12 chúng ta thấy rút gọn được cho 4 đúng không? Chia cả từ cả mẫu cho 4 thì sẽ là còn lại 1 phần 3. Như vậy giữ nguyên phân số thứ nhất 5 phần 8 nhân với 1 phần 3 thì sẽ bằng 5 phần 24. Câu D 9 phần 27, 3 phần 21 chúng ta thấy đều có thể rút gọn được đúng không? Cụ thể là 9 phần 27 thì rút gọn được cho 9 này. Thì 9 chia 9 bằng 1, 27 chia 9 bằng 3. Phân số 3 phần 21 rút gọn được cho 3, 3 chia 3 được 1, 21 chia 3 thì được 7. Vậy thì còn lại 1 phần 3 nhân với 1 phần 7 thì bằng 1 phần 3, 1 nhân với 1, 3 nhân với 7 bằng 1 phần 21. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Chia ra phép tính có kết quả sai và sửa lại cho đúng. Thì vận dụng cái ghi nhớ vừa rồi đúng không? Chúng ta thấy là nhân phân số thì nhân cả tử. Tử với mẫu, tử nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. Thì chúng ta kiểm tra kết quả ở đây thì chúng ta thấy là gì? Các phép tính sai ở đây sẽ là phép tính thứ hai. Ở đây thì chúng ta thấy là gì? 5 mà bằng 3 phần 5 thì 5 phần 9 nhân 4 phần 6 thì bằng 3 phần 5 là sai. Như vậy ta sẽ sửa lại ở đây sẽ là bằng 10 phần 27 nhé. Câu tiếp theo thì cũng là sai vì ở đây bằng 20 phần 12 là sai. Sửa lại thì chúng ta thấy sẽ là bằng 5 phần 36. Cụ thể sẽ là bằng 1 5 và 3 nhân với 12 đúng không? Chứ không thể là bằng 20 phần 12 được. Câu B tức là chúng ta sẽ nối xem những cái phần này ở đây thì bằng 2 phần 3, 2 phần 3 nhân với 3 phần 4 thì chiều dài ở đây thì sẽ là bằng phép tính thứ hai thì sẽ là 2 phần 5 nhân với 1 phần 3, 2 phần 5 này, chia 5 phần 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Và nhân với 1 phần 3, chiều này thì có 3 nhưng mà một một ô là tô đen. Và 1/2 thì chúng ta có thể thấy đây là phân số 1/2. 1/2 đúng không? Chiều dài thì là 1/2, chiều rộng đó là 3 phần à đúng rồi, 3/8. 3/16 và 2/5, tiếp theo đó là 6/12. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Chúng ta sẽ đến với bài tập tính theo mẫu thì sẽ có các cái phân số mà nhân với số tự nhiên thì chúng ta có thể thấy có thể viết gọn như sau. Đó là 3/4 mà nhân với 5 thì chúng ta thấy là 3 nhân với 5 chia cho 4 đúng không? Tức là mọi phân số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số cụ thể, ở đây là 5 thì tức là 5/1. Như vậy thì 3 nhân với 5 còn 4 nhân với 1, đương nhiên 4 nhân 1 sẽ bằng 4. Như vậy sẽ là 15, 15/4. Tương tự như vậy, mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số đó là phân số bằng trên 4/1. Thì như vậy 4/1 nhân với 2/9 thì sẽ là 4/2 và 9/1 đúng không? 4/2 bằng 8 và 9/1 bằng 9. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm các phép tính A, B và C và D ở đây. Bây giờ chúng mình cùng chia sẻ kết quả nhé. Như vậy thì mọi số tự nhiên viết dưới dạng phân số, như vậy 7 ở đây thì chúng ta viết sẽ là 7/1. Đương nhiên 5 chỉ nhân với 7 và 6 nhân với 1. Cụ thể chúng ta viết nhanh ở đây sẽ là bằng 5 nhân 7 đúng không? Thì bằng 35/6 này. Vậy thì khi nhân một số với một số tự nhiên ta nhân tử số với số tự nhiên đó và giữ nguyên mẫu số, cách đơn giản. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhân tử số và giữ nguyên mẫu số thì 7 nhân 3 bằng 21/10, 5 nhân 4 bằng 20/21. 5 nhân 2 thì bằng 10/9. Bài tập số 5, một biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 mét, chiều rộng là 5/8 mét. Tính diện tích biển quảng cáo đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy bài toán là cho biết chiều dài là 3/4, chiều rộng là 5/8 và tính diện tích thì áp dụng công thức đúng không? Chiều dài nhân với chiều rộng. Về diện tích quảng cáo đó là 3/4 nhân 5/8 thì sẽ là bằng 15/32. Đến với bài vận dụng trải nghiệm thì chúng ta sẽ đến với bài số 6. Xếp thẻ số vào ô thì ở đây chúng ta sẽ xếp những cái phép tính cái số này vào ô thích hợp để có kết quả là bằng mấy? Bằng 6. Bằng 6 ở đây thì chúng ta thấy sẽ là gì? Tự số sẽ là bằng
tự số mà chia cho mẫu số sẽ là bằng 6, đúng không? Rút gọn như vậy có thể một số như sau, 2 phần 3 nhân với 9 phần 1 thì sẽ bằng là 18 phần 3, rút gọn là bằng 6. 1 phần 2 nhân với 6 phần 2 thì sẽ bằng 12 phần phần 2, rút gọn cũng bằng 6, hay là 3 phần 1 nhân với 4 phần 2 thì bằng 12, 12, 12 phần 2 cũng là bằng 6, 3 phần 2 nhân 1 phần 4 thì bằng 12, cũng là rút gọn được cho 2 thì bằng 6. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài nhân phân số. Và nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.